Con này là U hơ nha anh em. Con này là của Đức luôn nha, hàng Đức luôn nha. Còn nắp đầy đủ này, hai chốt hai bên nè, đại là dài nè nè. Đó, U hơ. Đó, con này cái mã này nè anh em, SG này 561 Rosan nha anh em. Đó, đồng hồ đẹp không? Rồi, con này để mình coi. Bóp cái này vô. Rồi, con này nó có lo hai bên nha anh em. Tình trạng của nó đứng vậy luôn. Mình đỡ nằm hoặc là mình đỡ đứng theo chiều dài cũng được. Nó có bốn cái chân. Nằm nó có bốn cái chân luôn. Nhà bên này hai lo hai bên. Đây là cái quai sắt của nó bằng nhôm nha anh em. Chắc phải dàn cái chốt ra rồi mới mở ra đúng không? Nó gài lại nè. Ây da. Có một cái tay anh em mà không ấy được, sợ rớt điện thoại. Nói chung cái quai đây là mình giật ra nè anh em. Nè, kéo ra giống như này nè. Này chắc là phải mà dỡ lên phải cầm mà sợ mình lát nó rớt cái máy. Đó, cái quai là mình xách lên như này nè em, xách theo chiều đại này, chiều đứng á. Nó còn đẹp nha, nè thấy không? Mika chạy sướng thôi, cái đấy thì chắc ăn rồi anh em ơi. Không có con nào mà 100%. Nói chung đồ này là cứ nó liền lạc là mình mong lắm rồi anh em, mà tốt lắm rồi. Rồi, dỡ ra nha anh em, coi lại một cái nữa nha. Anh em thấy không? Phải lấy cái chân này. Bây giờ chờ chút nha anh em, 3 giây. Rồi, đây. Phải thả cái máy xuống rồi, tốt quá. Cái nắp ra mà anh thích thì mình lấy, có thể lấy ra được nha. Nè, được chưa? Đó, này là hiếm á nha nè, mà hiệu này là cũng ít á nha. Có hiệu này là nói chung âm thanh nó là nó cũng dữ anh em. Nó chỉ thua Reebok rồi thôi nha, chứ nó không có thua mấy thằng Telehuken nào đâu. Đối với cối á, U hơ là cũng nổi tiếng á nha. Rồi, ok anh em nha.